Thứ hai là dùng cái web table ha. Thì nếu bạn đã học Word rồi, chắc là bạn biết Word thì bạn biết Word nó có table đúng không? Rồi trong cái Excel cũng có table. Excel bản chất là một cái table đó. Tuy nhiên thì nó thể hiện cho mình nhiều cái tính nhiều tính toán hơn nha. Thì bây giờ mình sẽ làm việc với web table. Thì những cái table này á, bạn biết là cái thời tôi ngày xưa đó thì người ta dùng table này để thiết ta thiết kế luôn đó bạn nhé, là tại vì nó dễ làm bố cục lắm, được ha, dễ làm bố cục. Tuy nhiên thì khi mà cái trình độ của người phát triển, người mà lập trình đó bắt đầu họ mạnh, họ giỏi hơn, họ kỹ thuật hơn, thì lúc đó cái table này người ta không dùng để mà làm gọi là design về cái bố cục nữa, mà ta dùng để làm chứa cái dữ liệu nha, một cái bảng dữ liệu các bạn nha. Cho nên nếu bây giờ thấy một cái ai đó mà dùng cái table để mà thiết kế thì người đó gọi là quá quá amateur đi bạn nhé, quá amateur đi. Thì table để mà là chứa dữ liệu thì nó hợp lý nhất, được ha. Tuy nhiên thì nếu mình chưa học đầy đủ thì mình có thể dùng table tạm để mà thiết kế, để các bạn thiết kế để mình làm bài tập thôi, chứ còn mà làm một cái website hoàn chỉnh mà dùng table thì nó không có nhìn vào, nó không có chuyên nghiệp nha. Có thể thấy layout thể hiện cũng được mà nha, tuy nhiên nó không chuyên nghiệp và nó không có đáp ứng được những cái thị hiếu cũng như cái nhu cầu của người sử dụng nha, trên mọi thiết bị chẳng hạn. Đấy. Thì ở đây mình tạm thời bạn nhé, tạm thời là mình dùng nó để mình design, giống như cái bài trước này nè. Đấy thì bài này tạm thời mình dùng table để mình design cái layout như thế này, được không bạn? Nhưng mà khi mình làm tốt thì mình không nên dùng table, được không? Ok, thì bây giờ nói về table thì bạn hiểu là một cái bảng đấy, thì nó sẽ có dòng và cột, được không bạn? Thì ở đây mình sẽ thể hiện nó bằng những cái thẻ, được không? Thì cái thẻ đầu tiên muốn dùng table thì bắt đầu là sẽ table trước, được không bạn ha? Table thì trong đó nó có nó sẽ biểu diễn bằng những cái dòng và những cái ô các bạn nhé, những cái ô, và nhiều ô như vậy thì nó thành một số ô bằng nhau thành là cái cột, được không bạn nhé? Thì mình thấy là có thẻ đầu tiên cơ bản nhất, mình có cái table ha, mình có thẻ TH ha. Table là table thác bạn nhé, TH là table header các bạn nhé, là cái ô để mà làm tiêu đề đó nhé, thì nó gọi là cái table header. Tiêu đề đây có hai loại nhé, tiêu đề dòng và tiêu đề cột các bạn ha. Tiêu đề dòng là cái mình có là số 1, số 2, số 3 cũng là một tiêu đề dòng, được chưa? Và mình có cái tiêu đề cột chẳng hạn như là họ tên rồi điện thoại gì đó, thì đó là cái tiêu đề cột, được chưa? Thì mình có cái TH các bạn nha, TH là TH đấy. Mình có TR là table row, là nó trên một dòng. Như vậy thì mình sẽ biểu diễn là từng dòng, mỗi dòng như vậy nó có nhiều ô, và cái số ô này nó sẽ bằng nhau ở nhiều dòng, được không? Thì nó gọi là thành những cái cột, được không? Chứ trong đây mình có định nghĩa của cột nha, nhưng mà nó không phải để mình làm layout, mà để nó làm chuyện khác, chứ không phải để mình điền vào giá trị, các bạn nhé. Là các bạn. Và một cái thẻ nữa là thẻ TD nha. TD là thẻ dùng để làm gọi là table data đó ha. Table data là cái ô để mình chứa dữ liệu. Mình thấy nhìn chung là nó là một cái bảng để chứa dữ liệu, chứ không phải là bảng để mình thiết kế. Đó là mục tiêu nó ban đầu của nó nha. Thì mình thấy bên đây nè, bên phải của mình đấy là cái thẻ table, và nó ứng với cái giao diện bên bên trái. Mình thấy là mình có cái bảng này, mình thấy là có ba dòng đó bạn nhé, TR này có ba TR nè, như vậy nó sẽ có ba dòng đó bạn ha, có ba dòng. Và mình thấy có cái TH TH có hai TH này, gọi là đây là cái hai cái tiêu đề ô tiêu đề đó bạn. Như vậy mỗi dòng nó có hai TH và hai TD, như vậy thì suy ra là đây là một cái bảng nhìn vào nó có ba dòng và hai cột, mình hiểu như vậy ha. Nhưng thật ra nó chỉ là những cái ô thôi, và số ô này nó bằng nhau ở các cái dòng, được chưa bạn? Thì cái nào dữ liệu thì mình để là TD đó ha, cái nào là tiêu đề thì mình để là TH, thì nó đúng vậy nhé. Còn nếu bạn dùng TD bạn làm tiêu đề cũng không có sai, được không bạn? Tuy nhiên thì nó không đúng chuẩn thôi, nó không đúng chuẩn thôi bạn nha, mình để ý cái này. Thì khi bạn học ở trường, đa số bạn nhé, đa số thì các thầy chỉ cho các bạn những thẻ này thôi, cơ bản như vậy thôi bạn ha. Tuy nhiên để đầy đủ một cái table đó các bạn ha, thì mình phải phải làm nó nhiều hơn các bạn ha, nhiều hơn. Thì bây giờ mình thử nhé, mình làm cái
cái table cơ bản trước bạn nhé. Cơ bản trước thì tôi sẽ làm một cái mẫu như thế nào sau bạn nhé. Tôi sẽ mở một cái table demo. Tôi sẽ mở một cái demo ha, tôi sẽ làm thử cho bạn xem cái ví dụ và table. HTML. Rồi, tôi sẽ có HTML 5. À, rồi tôi có cái table bạn ha, đầu tiên là table nè, trong này mình có TR nè, là một dòng. Trong này mình có TH chẳng hạn ha. Được không? Vậy tôi có số thứ tự nè. À, tôi có một TH mới chẳng hạn, tôi ghi là full nè. Được không? Tôi làm ví dụ khác không cần phải theo slide, tùy bạn nhé, tùy theo tôi làm thôi. TR thứ hai. Thì mình có cái TD bạn ha, ví dụ TD nhé. Ví dụ đúng ra là phải là TH rồi bạn ha. TH thì đây là số 1 à. Và TD ví dụ như là Nguyễn Văn A chẳng hạn. Và ha. Rồi dòng thứ hai có thể là rồi. Trần Văn B chẳng hạn. Để các bạn. Đấy thì đây mình có một cái bảng dữ liệu cơ bản gồm có hai dòng. Hai dòng dữ liệu bạn nhé. Nhưng cái bảng này đây có là nó có là cái bảng nó có ba dòng và hai cột. Nhưng mà đây là cơ bản nè. Đấy thì cơ bản của nó là nó không có gì cả, nó là cơ bản. Nó ghi như vậy thôi nhé, nó không có border gì cả. Nên đây là cơ bản. Thì bây giờ mình phải làm mình trình bày làm sao cho nó theo ý mình một cái bảng đàng hoàng. Đấy các bạn, thì mình có border hay mình có cho nó rộng ra một tí xíu, thì đó là cái mình sẽ làm style ha, cái appearance style cho nó. Được không bạn? Thì trong slide đây là đang ví dụ là mình sẽ dùng cái kết hợp CSS nữa. Ở đây thì chưa tới nên tôi không có làm ví dụ này nhé. Tôi sẽ dùng những cái thuộc tính cơ bản của cái table mà tôi làm cho nó. Được nha. Ví dụ tôi có nè. Cơ bản ha, tôi có border 1. Đấy các bạn. Thì nó sẽ ra được cái thông tin. Đấy, cái border như thế này. Đấy các bạn. Mình có thêm cái dữ liệu chẳng hạn như là có cell, mặc dù là nó không hiện ra nha. Có cell padding bằng ví dụ như là 5 chẳng hạn. Cell spacing ha. Nắm xin nhê ở đây ha. A chữ D bạn ha. Cho 15 cho nó ra cho nó xa xa đi xíu cho bạn dễ nhìn ha. Đây bạn ha. Đấy, cell padding ha. Rồi mình có cell spacing bạn ha. Để những cái thuộc tính cơ bản của nó. Cell spacing bằng ví dụ như là 15 luôn bạn ha. Ví dụ như vậy thì mình thấy là nó đó, đây là cái cell spacing là khoảng cách giữa hai ô. Ha, khoảng cách giữa hai ô. Còn cell padding là khoảng cách từ cái viên này nè. À, cho tới cái chữ cho bạn, từ viền này chữ ha, là cell đây là thấy bạn ha, từ viền mà chữ được chưa, thì cái này là padding ha, cái này là spacing giữa hai cái ô đấy. Thì đây là ví dụ cơ bản ha, một cái bảng cơ bản thôi. Thì bây giờ mình sẽ vào những cái thuộc tính của từng cái đây ha. Thì mình có cái đầu tiên là cái align là cái hiển thị cái table ha, là nằm bên trái hay là bên phải hay là center nè các bạn ha. Và cái border chính là cái border này chính là cái số pixel của nó ha. Cái pixel của nó mình định là không bạn ha, mình định là không, nghĩa là nó dày bao nhiêu đó nha bạn nhé. Bây giờ tôi cho nè, tôi cho border này bằng 10 nè các bạn ha. Thì mình thấy cái nó dày chưa ha. Đấy, 10 là như thế này đây. Đó các bạn, thì đó là cái border của nó đấy nhé, border của nó. Rồi, mình có cái cell spacing tôi nói rồi ha. Cell spacing là cái khoảng cách giữa hai ô. Giữa hai ô, ha, cell là ô đấy, khoảng cách hai ô. Còn cell padding là khoảng cách đây ha. Không lớn lại cho bạn xem nhé. Đây ha, cell spacing là khoảng cách giữa hai ô nha các bạn. Thì bạn thấy nó bằng là từ cái viền vô trong cũng là spacing luôn nhé, spacing luôn. À, còn cái cell padding là khoảng cách từ cái viền cái ô cho tới cái chữ rồi nha, cái chữ này. À, còn cái này ta xanh nằm giữa là bởi vì mặc định nó cái TH nó nằm giữa nha bạn, mặc định cái TH là nó sẽ đậm và nằm giữa canh giữa đấy, đó là mặc định nha. Còn mình canh sau thì sẽ mình dùng cái CSS mình làm lại sau, nhưng mặc định của nó là TH nó sẽ là đậm và canh giữa rồi cho bạn.
Ok, ngoài ra thì mình có thể điều khiển ha, cái độ rộng của bảng bằng cách là mình sẽ dùng cái bằng phần trăm hoặc là bằng pixel. Các bạn ha, phần trăm hoặc là pixel. Thì nó có là chiều rộng và chiều cao. Các bạn thường thường đó, thì người ta hay làm cái chiều rộng, ít làm chiều cao lắm nha, tại vì chiều cao nó dài theo cái dữ liệu. Các bạn nếu bạn làm cao không đủ thì nó sẽ bị thiếu ha. Ví dụ mình thử đó nha, mình thử nha. Bây giờ mình thử là có cái width là 2, thì cái tool width này là nó cũ rồi bạn ha, thì mặc dù vẫn được đó, tuy nhiên thì ở trong cái tool này nó sẽ không cần gợi ý nhiều đâu. Thế nó không cần gợi ý cái width bởi vì nó cũng đã là phiên bản cũ rồi. Phiên bản mới người ta sẽ không dùng cái tool width này để người ta điều khiển đó bạn ha. Tuy nhiên mình dùng vẫn được nhé, ví dụ ta cho vào là 500 pixel. Ha, nó rộng ra nè ha. Hoặc là mình cho cái gì là 100% bạn ha. Đấy, thì nó sẽ giảm 100% mình ha, mình coi cái nào cũng 100% hết. Được chưa? Đấy thì đó là mình sẽ dùng được cái width nó ha, hoặc là cái height. Mình dùng cái height bạn ha, dùng cái height đi. Dùng cái height vào nhé. Cái height. Height bạn ha. Rồi, vì tôi cho nó là 100% luôn bạn ha. Ví dụ như vậy bạn thấy nó sẽ giảm 100% nó mang đâu, cái này phải là số của nó thôi. Ví dụ như cho nó nha, nó giảm thế này đây. Được rồi ha. Rồi mình cho nó nhỏ lại nữa, mình cho hạn tôi cho nó toàn là 50 pixel thôi, bạn xem thử nhé. Thế này bạn nhé, cái là nó giảm hoặc là giảm tối thiểu thôi. Được không? Thì thông thường người ta sẽ không có chỉnh chiều cao này đâu bạn nhé. Người ta sẽ chỉnh cái độ rộng này. Đấy các bạn, tại chiều cao nó sẽ trải dài theo cái dữ liệu. Các bạn nhé, nó trải dài theo dữ liệu cho nên là mình sẽ không có dùng cái chiều cao trong trường hợp này. Đấy thì đó là những thuộc tính cơ bản của cái table. Được không bạn? Cell padding, cell spacing, border, align nhé, trái phải. Các bạn align trái phải thì đây là cơ bản rồi nhé. Tuy nhiên thì bây giờ người ta ít dùng, các bạn ta ít dùng, người ta sẽ dùng cái những cái CSS để mà ta điều khiển nó. Đấy các bạn.